xem bạn thích nhân vật nào nhất nhá. Còn bây giờ thì cùng khám phá câu chuyện Ta là vô sư tử với tớ nào. Sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Trên thảo nguyên rộng lớn ở châu Phi, có gia đình sư tử Nohara đang sinh sống. Bà sư tử ở đây độc lạ như bình dương ấy nhỉ. Mới sáng ra mẹ đã cho ăn chay, nhìn đâu cũng toàn là ớt chuông xanh. Thấy chi không chịu ăn, sư tử mẹ lo lắng. Làm sao con có thể trưởng thành giống bố được? Nếu cứ kén cá chọn canh như vậy, ý mẹ giống bố là trở thành thủ lĩnh thất nghiệp. Ông hoàng không có việc làm ạ. Bố thất nghiệp bao giờ? Chỉ là đến công ty muộn thôi. Đúng rồi, chi cũng sắp muộn giờ đến trường mẫu giáo rồi đấy. Mình tiếp cho Imawari nhá. Mẹ vội thời chi đi học. Mẹ ơi, sợ cho Ima lắm. Toàn bị bắt nạt thôi. Mẹ tôi không chịu đâu. Nếu không phải sáng nào cũng phải đưa chi đi học. Thì giờ này mẹ đang được lăn lộn trên thảm cỏ, thư giãn sướng phải biết. Đến lớp rồi, mời ông vào. Chi hứa sẽ học ngoan. Mẹ cứ yên tâm nhá. Hello Chi. Ủa tiếng Kazama ở đâu đấy? Sao không thấy mặt nhỉ? Sao hôm nào cũng tỏ ra ngu ngơ thế? Mới gặp thấy lần đầu ấy sao mà ngạc nhiên? Hiu cơ cổ Kazama cằn nhằn. Lúc nào Kazama cũng phải cùng xuống nói chuyện. Có mọi cổ cũng vào đây. Bớt hỏi mấy câu đều ý Chi. Vì Kazama của cái cổ quá dài, sáng ra đã muốn gây sự với người ta rồi. Kazama.